Hello, Nhân ve chai xin chào tất cả các bạn nha. Nhân mới đi mua hàng về cả nhà ơi. Hôm nay đi mua mặt trời mưa to qua cả nhà ơi. Nói chung với thời điểm kinh tế khó khăn. Nhưng mà đối với mình thì mình làm nghề ve chai này lâu rồi. Nên là mình mua bán thì không cần nhiều đâu các bạn. Chỉ cần là 1 tháng và chỉ cần được 10 ngày như thế này thôi các bạn. Tức là chỉ cần trong 1 tháng mà chỉ cần mua được 10 ngày hàng như thế này thôi. Đấy, đây các bạn nhỉ. Đó. Nhìn vậy là mình đủ sống các bạn. Vừa rồi là mình đã nhập gần 200 cái vỏ xe, mình đã nhập rồi nha các bạn. Đấy. Còn tất cả đồ món đồ là mình đưa về đây. Còn những cái vỏ xe này á là tại sao mình để lại đây các bạn biết rồi. Vỏ xe này là còn lại được. Đấy. Đây vỏ xe còn giống như mới các bạn, đây cho các bạn coi. Đây. Thấy không? Đang còn mới nên mình để lại đây mình về mình bán lại cho công công nhân. Những người đấy đi làm hồ đấy các bạn nhìn này. Đấy vỏ này là vỏ pháo xe ra nên mình để lại đây để mình bán cho còn đây là tất cả những đây là trong này này các bạn nhìn này. Đấy trong này là toàn bộ là sắt nhôm lung lung ta lạ đấy vô bên trong kia quá trời. Thì nói chung với thời điểm khó khăn như thế này mà mình mua được hàng thế này là các bạn hiểu là mình làm ăn như thế nào rồi. Bởi vì thực tế các bạn rằng là làm ăn á, đôi khi thì cái chữ uy tín, cái thật thà thì nó sẽ làm cho các bạn là có mùi mà. Nên vì thế là khi các bạn đi làm nghề ve chai này, những người mà làm lâu thì mình không nói nha. Còn mà các bạn mới ra nghề á, thì mình khuyên các bạn rằng là các bạn cứ mua bán đúng giá, đúng những gì là các bạn biết. Rồi những cái nào mà nhỏ nhỏ này nọ kia thì các bạn cứ xin người ta. Đó là mình nói chân tình luôn. Bởi vì có nhiều cái họ không trả bao nhiêu 5, 7 ngàn, 10 ngàn họ không quan trọng đâu. Họ cho mình. Nó thật như vậy. Nhưng mà điều đầu tiên là các bạn đi mua bán là phải thật thà. Tức là đếm là đừng có gian lận. Đấy. Ví dụ mà người ta có đếm mà có quên đi chăng nữa. Thì các bạn cũng là nhắc lại cho người ta biết. Các bạn mà làm ăn được uy tín chừng nào thì các bạn sẽ có mối mang chừng đó và từ người này thì sẽ giới thiệu người kia đấy nó là như vậy thôi là các bạn. Vì thời điểm này thì các bạn biết rồi nó khó khăn rất chi là khó khăn không phải là riêng gì ngành ve chai phế liệu đâu mà tất cả mọi mặt hàng là đều là khó khăn hết. Đấy thì mình mới đi mua về nhưng mà trên này không mưa nhưng mà dưới kia thì là mưa to lắm đấy nhưng mà về đến nhà này là không mưa giờ mình phải về ăn cơm đã rồi xuống hàng để soạn để rồi đi bán. Với thời điểm này thì nói thật các bạn là mua được gì thì bán cái đó là không nên tự làm là gì cả đấy thì mình nói như vậy là các bạn biết rồi đấy các bạn được trước nhìn trên nhà của mình toàn vỏ xe đúng không nhưng bây giờ hết rồi các bạn đây còn đấy thấy chưa sắt hết luôn này thấy chưa không có là bao nhiêu nữa chỉ có những cái này là đang còn dùng được là mình để lại tận dụng thôi ấy những cái này là còn dùng được mấy cái phi đó là mới mua về chưa 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 bán được chỉ có một ít vỏ này thôi đấy với một số cái niềng để bán cho mấy người đổ dù thôi còn mà sắt trùng là bán đi hết rồi các bạn. Đấy mình buôn bán mình làm ăn vậy à mình nói chung có lời có giá là mình bán chứ mình không là cần thiết là phải phải để cho chờ giá cao mình làm sao mà có đồng tiền để chúng ta xoay xoay trở á là chúng ta là cứ mua bán đấy. Đây là nhân chúc cả mọi người luôn luôn sức khỏe bình an hạnh phúc nha. Thôi video đến đây là nhân xin tạm dừng cảm ơn mọi người mình chia sẻ cái buổi đi mua hàng của mình hôm nay cảm ơn rất nhiều.